Tem này che được khoảng 90% bề mặt nón. Mũ hai kính nha, kính màu trong suốt, kính ở trong màu đen, và các bạn có thể gắn thêm đuôi gió cho dài thêm. Tính ra tính lại nó là một cái giá quá hời luôn để cho một chiếc nón tốt và đẹp như thế này. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Hôm nay tiếp tục mình sẽ dán cái bộ tem Soe Spring cho mũ Rock 05. Đây là chiếc mũ phương phê hai kính đang bán rất là chạy ở shop mình, với tầm giá chỉ có 940.000 thôi. Và dán thêm tem thì thêm một ít tiền thôi, chúng ta sẽ có vô số những cái tùy biến rất là đẹp, cũng như là những cái bộ tem trên những cái nó flagship. Tem này thì nó có nhiều biến thể màu nha. Mình sẽ show lên đây. Cái màu hôm nay mình sẽ dán là màu xám bạc nè. Thật ra màu này là màu mình thích nhất nè. Ngoài ra nó có những màu khác là màu xanh dương vàng, rồi màu đỏ xanh vàng, và màu trắng xanh như thế này đó. Thì cái này mình có dán vào trên web của mình cũng đã thể hiện là cái nón dán lên nó như sao rồi. Cái video này mình chỉ dán một cái màu xám bạc thôi. Để cái này xuống đây xíu ha. Mình sẽ vệ sinh nhẹ nó một cái và dán. Dán cái này thì cũng giống như trước rồi bạn ơi. Nói chung mấy cái tem này bạn có để ý mình á, mình hướng dẫn dán nó nhiều rồi. Chủ yếu là lấy một cái canh cho nó đều nhẹ một cái và ăn theo đó thôi. Rồi ok. Nào bạn thấy không? Vậy là mình kéo lên xuống. Rồi mình đã có một cái thước đo chỗ này rồi. Mình cứ dán liên tục nó tới lui. Bộ tem này bán lẻ là 200.000 nha. Bạn nào mua nón ở shop mình á thì sẽ được giảm giá tem 10% là còn 180.000, và shop mình hỗ trợ dán miễn phí luôn. Còn những cái nón mua chỗ khác á thì mình dán mình sẽ tính thêm phí là cái công dán nha các bạn. Rồi nó ở vị trí này là mình thấy nó ok nè. Thì mình sẽ vuốt cho nó fit xuống. Mình nói rồi, dán thì dễ lắm, dán sao cũng được, chứ mà dán cho nó đẹp, cho nó phẳng và cho nó đối xứng hai bên đó thì nó hơi khó thôi. Cái này đòi hỏi sự là quen tay các bạn. Cứ vuốt lên vuốt xuống đều thôi. Cái tem này thì nó khá đơn giản. Cái mũ Rock 05 này á, mình có giới thiệu trước đó rồi, nó ra mắt cũng 2-3 tháng mà. Và từ khi nó ra mắt tới nay á, lúc nào cũng nằm trong top mà best seller bên mình vậy á. Tại cái nhu cầu á, mà đi tốc độ cao thì không phải quá nhiều, nhưng mà nhu cầu đi đường dài á, đi để có một chuyến đi nó mượt mà là đi ban ngày á, thì bạn sập kính màu đen xuống để nó giảm cường độ sáng, nó dịu mắt. Còn đi ban đêm thì bật nó lên thôi. Chứ bạn mua một kính thì nó sẽ bị chuyện á, là đi ban ngày á, bạn phải mua thêm một cái kính khác để thay ra thay vào nha. Chứ bạn không có thể nào mà sử dụng hai kính được. Hoặc là bạn xài thêm cái kính râm trong là kính mát bạn đeo mắt á, thì nó sẽ hơi bất tiện chút xíu. Còn bạn nào xài kính cận á, là thua luôn á, là không làm chuyện đó được. Cho nên á, mũ hai kính thì nó như vậy. Nhiều bạn có hỏi mình là giữa cái mũ này và mũ Rock 01 mũ nào nó ok hơn. Thì nếu mà xét một cách công bằng á, mũ Rock 01 nhìn nó hoàn thiện, nó chỉnh chu và nó chắc chắn hơn mũ này nha. Mà nó có con kính nè, giá nó thì nó rẻ hơn 20.000 nè. Thì bạn mua bạn sẽ chấp nhận chuyện đó. Rock 01 ok, đẹp tốt, nhưng mà nó một kính. Còn bạn nào có nhu cầu mà đi không phải là đi tốc độ quá cao, chỉ là đi gọi là tốc độ 70-80 km/h thôi mà đảm bảo an toàn trong cái phần đó, thì cái mũ Rock 05 cũng là đáng lựa chọn. Cái phần chỗ này nè, lúc chỗ này dán nè là phải kỹ nè. Rồi ok. Cái này dư chút xíu mình sẽ rọc bằng cái dao mà mổ giấy á, mình rọc nhẹ cái theo đường này là nó sẽ đẹp thôi. Tiếp theo là mình dán tấm này nha các bạn. Cái miếng này á, thì cái phần kia bên kia nó có ngàm kính là chúng ta không cần phải dán đâu. Còn bên đây á, nó không có bị vướng gì á, thì dán vô một cái là đẹp thôi. Đó, dán vô gì thì nhìn nó sẽ liền lạc nguyên cái phần này nè. Đó, bạn thấy không? Mũ Rock 05 thì mình nói rồi các bạn, là cái mũ đáng mua nhất trong phân khúc 1 triệu đơn giản. Tại vì á, trong tầm giá 1 triệu này không có mũ nào hai kính mà đẹp được như vậy, mà có thể nhiều bộ tem tùy biến cũng như là được bảo hành lâu dài tới như vậy luôn ha. Dán 4 phần thôi mà nó đã ra dán một cái bộ tem giống vậy nè. Tiếp theo mình sẽ dán hai phần nhỏ hai bên đây nữa nha các bạn.
cái bộ tem này á, bạn thấy nó phối màu kiểu nó hơi lạ và nó hài hòa, nó là màu bạc chứ không phải như những tem cũ là cái màu nó sẽ là màu đen và những cái màu nền màu đỏ hoặc màu xám gì đó, nó sẽ hơi đối lập nhiều. Còn cái này á là nền màu bạc, nó nhu nhu dịu dịu như vậy, những chi tiết màu đỏ rồi cái viền đen đen xám xám vậy nè, cho nên á nó không có quá gay gắt mà nó cũng không có quá nổi nữa. Bạn nhìn á giống như là nó dịu dịu vậy đó, cảm giác nó cái tem nhìn nó thân thiện và thiện cảm hơn ha. Nó sẽ ăn qua mép tem kia chút xíu nhưng mà không sao đâu, mình dán tổng thể vô là nhìn tổng thể chứ không ai mà soi mói từng chút một chứ. Mà mình nói rồi, cái phương án này là cân bằng giữa lợi ích và chi phí, và sơn cái nón á là mấy triệu á, thì còn dán này nó có 100-200 nghìn nè, xài chán này thay cái khác được ha. Còn sơn kia là bạn phải xài vậy luôn á, chứ còn thay mỗi lần thay đổi là mệt lắm, thì thôi mua cái nón mới luôn cho nó sướng á. Tới đây nó đã xong được khoảng 60-70% nữa các bạn. Tiếp tục là cái phần ngoài sau này sẽ dán ăn tới ngoài trước. Cái nón mà vô 98 là hầu như cái nón khó dán bạn. Về mà tem này dán cho những cái nón đó được thì dán những nón khác được. Cái tem này dán cho 981 cũng được nha. Cái này phía trước thì chúng ta sẽ dán ghép vô ha. Còn cái này thì nó chỉ mất tương đối nha, mà mình không, mình cố gắng dán cho nó chuẩn nhất thôi, chứ còn không thể nào mà ngồi chi li xét nét từng chút một được. Tới đây là chúng ta đã xong được rất là nhiều cái phần của công việc này nè. Vuốt đây lên một cái nữa, chữ là cho nó xứng hai bên thôi. Còn những chi tiết nhỏ nhỏ thì chắc mình sẽ lược bỏ bớt nha các bạn. Quay nãy giờ nó nhiều quá rồi. Cái video này lên đó là mình cũng phải là cắt lại, nén lại bớt chứ. Để cái này lên nhiều nó lâu lắm. Một cái nón á, dán hoàn thiện nó tới 40 phút đó nha các bạn. Cho nên á, cái video bạn coi là mình đã cắt ghép rất là nhiều rồi. Rồi, một cái sơ bộ là hoàn thành nó vậy đi, mình sẽ gắn vô cho bạn coi ha. Nó là nón hai kính nha, mình nói đó. Rock 05 hai kính lên tem Soy Spring. Nó sẽ cơ bản là nó giống vậy nè. Tem này che được khoảng 90% bề mặt nón và mình chỉ thích dán cho cái nón màu đen thôi nha. Những bạn nào mua nón thì chọn nó màu đen, mình sẽ dán lên này. Lột hết tem ra nó sẽ thành màu đen bóng luôn. Mình sẽ đội lên thử cho bạn coi ha. Nón này là cái giá nó là 957 nghìn. Còn tem decal á, các bạn dán thêm thì là 200 nghìn. Và các bạn mua chung với mũ á, là giảm còn 180 nghìn. Mũ hai kính nha, kính màu trong suốt, kính ở trong màu đen. Và các bạn có thể gắn thêm đuôi gió cho dài thêm. Cái clip gắn đuôi gió thì mình có làm trong một cái video trước rồi. Bạn nào cần thì có thể coi trên web mình hoặc coi lại, lục lại coi sụp này xuống nào. Ban đêm á, thì bạn bật kính đen trong lên thôi. Còn ban ngày đi á, thì bật xuống cho nó dịu mắt. Mũ thì bảo hành 2 năm. Đó, bạn coi một góc sơ đủ hết nha. À quên, mình cho bạn coi góc ở trên nữa. Đó, giống vậy. Mũ bảo hành 2 năm. Tem bảo hành bông tróc 3 tháng. Nón thì mua được free ship tận nhà. Bạn kiểm tra đổi thử trước. Nói chung là kiểm tra thôi. Bạn thấy nó không như mong đợi thì có quyền trả về. Cái nón này của hãng Rock làm ra lúc nào cũng không đủ hàng bán nhưng bạn, tại vì đơn giản á là nó phun phơi hai kính chuẩn DOT có 957 nghìn thôi. Tem thì mình làm 450 bộ tem để thay thế. Tính ra tính lại á, nó là một cái giá quá hời luôn để cho một chiếc nón tốt và đẹp như thế này. Kiểu thì mình không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Kiểu này là kiểu của HV K3SV quá nổi tiếng ha. Rồi, ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.